Xin mời Trung. Chào Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thì qua cái vụ xả súng ở Mỹ đó, thì mấy hôm nay anh em chúng ta cũng có like, có chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ với nỗi đau của những phụ huynh học sinh cũng như là thân nhân của các giáo viên đã không may tử nạn trong cái vụ xả súng này. Thì chúng ta theo quan điểm cá nhân của em đó, thì em cũng không trình bày về cái vấn đề mà đi sâu vào cái nội dung của cái vấn đề xả súng, bởi vì chúng ta chỉ gợi thêm cái nỗi đau cho gia đình của các thân nhân thôi. Thì em sẽ nói về các cái vấn đề, một số cái thống kê cũng như là một số cái mà chúng ta đã tìm hiểu được về vấn đề ở nước Mỹ liên quan đến súng. Thì ở đây có một cái mà một số thống kê mà chúng ta xem lại thì theo em nghĩ là nó cũng hơi có cái gì đó nó hơi phức tạp, hơi sốc đúng không? Hơi sốc. Nghe sốc tí. Hơi sốc. Bởi vì là theo như mà cái thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đó, thì đầu tiên là cái số vụ xả súng mà có chủ đích nhé, có chủ đích tại Mỹ, riêng trong năm 2021 là tăng 50% so với năm 2020. Và cũng là cái năm 21 cũng là cái năm chứng kiến mà số người chết do xả súng là cao nhất ở Mỹ kể từ năm 2017. Thế thì theo cái thống kê của tổ chức Small Arms Survey, chuyên điều tra về vũ khí cỡ nhỏ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ đó, thì người ta thống kê được là Mỹ là một quốc gia mà có cái người dân sở hữu vũ khí nhiều nhất thế giới. Và theo cái báo cáo mới công bố của Bộ Tư pháp Mỹ là cho thấy cái ngành công nghiệp vũ khí ở Mỹ đã bùng nổ trong suốt 20 năm qua. Thì trong những năm 2000 đó, thì toàn nước Mỹ chỉ có khoảng 2.000 công ty sản xuất vũ khí tại Mỹ thôi. Thế nhưng mà tới năm 2020 đó, là con số này lên tới 17.000 công ty. Chúng ta thấy không ạ? Cái số 2.000 và lên tới 17.000 công ty thì cái số lượng rất là lớn. Với hơn 139 triệu khẩu súng thương mại được tung ra thị trường Mỹ trong 20 năm qua. Đó là chưa kể, đó là chúng ta chưa kể những cái số gọi là súng ma đó, người ta đặt trong dấu ngoặc kép đó, Bộ Tư pháp Mỹ người ta công bố đó. Thì cái việc này đó là nhằm sản xuất mà lén lút đó, chúng ta hay gọi là chợ đen đó. Thì có dễ dàng sản xuất tại nhà với giá thành chỉ khoảng vài trăm USD thôi. Thì người ta sẽ hướng đến những cái người sử dụng súng mà không cần phải giấy phép sử dụng hoặc là lý lịch hình sự cũng như là các loại giấy tờ khác liên quan. Thì những người này người ta sử dụng súng. Với hai nữa là trong các cái luật của các cái bang đó, thì chúng ta thấy đó là người ta chưa có quy định cụ thể. Nói trắng phớ ra là gì, nước Mỹ không có luật vũ khí về quản lý vũ khí. Như Việt Nam chúng ta thì có, cái luật này, đó là cái luật mà quản lý, cái luật này là luật đây để em tìm, đó là luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật số 14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Đã được cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, đó là Quốc hội, thông qua để ban hành sử dụng trên toàn quốc. Thế nhưng nước Mỹ thì người ta lại không có cái luật chung như thế này cho cả nước, mà người ta giao lại cho các bang để các bang có thể quản lý. Thì người ta chỉ quy định một cách nó chung chung, và thậm chí ví dụ như là cái việc mà đưa súng một cách nó gián tiếp đó. Một cách gián tiếp thì cũng nhiều. Đó là cái chúng ta hay gọi đến theo cái thuật ngữ của Bộ Tư pháp Mỹ, người ta gọi đó là súng ma. Đó là người ta chưa thống kê hết. Thì qua đó chúng ta có thể thấy được là cái việc bùng nổ các công ty sản xuất vũ khí này, rồi cái việc người dân sở hữu vũ khí ở Mỹ là số lượng tương đối cao. Thế thì nó là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến là cái việc mà xả súng ở Mỹ là tương đối nhiều. Và chúng ta ở đây chúng ta có thể hiểu được đó là sao? Đó là chúng ta cũng có thêm một cái thống kê nữa là trong các cái vụ xả súng đó thì có tới 77% những cái người xả súng đó là những người sở hữu súng hợp pháp. Và cái số lượng mà các cái vụ xả súng nghiêm trọng đó thì ở Mỹ đó có một số vụ có thể chúng ta nêu lên như thế này. Ví dụ như tháng 12 năm 2012 đó là tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut đấy, là cũng dẫn đến 26 người tử vong. Trong đó là có các cháu học sinh. Tháng 2 năm 2018 là trường trung học Marjory ở bang Florida đó, thì cũng 17 người bị thương và 17 người tử vong. Tháng 5 2018 thì trường trung học Santa Fe ở bang Texas đó, cũng 13 người bị thương và 9 người tử vong. Và tháng 11 năm 2021 là trường trung học Oxford ở bang Michigan đó, là cũng 7 người bị thương, 4 người tử vong. Và mới đây nhất là cái vụ xả súng tại trường Robb bang Texas này là 21 người thiệt mạng, trong đó là chủ yếu là học sinh. Thì đó là chúng ta đưa ra một số cái thống kê nho nhỏ 10 năm trở lại đây mà liên quan đến cái vấn đề xả súng tại trường học thôi, còn các vấn đề khác thì chúng ta chưa có thống kê đầy đủ ở đây. Thế nhưng qua đó chúng ta thấy được là gì, đó là cái nước Mỹ, đúng không ạ, là những cái vấn đề nhạy cảm là người ta không có sờ vào, đặc biệt là cái luật vũ khí này và cái luật về cái bầu cử đó, chúng ta nghe chúng ta thấy, đúng không ạ, là người ta không có luật trên toàn quốc mà người ta chỉ có luật mà của các bang, tiểu bang gì đó. Đấy, để người ta, có nghĩa là mỗi bang người ta đưa ra một cái quy định riêng, một quy định riêng để người ta quản lý cái vấn đề này. Thì có bang thì người ta quản lý chặt chẽ, nhưng có bang thì người ta cũng quản lý lỏng lẻo. Thì nó mới dẫn đến, một trong những nguyên nhân dẫn đến đó là cái vấn đề xả súng. Và là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba mà chúng ta nói đến ở đây đó là gì? Đó là theo những cái thống kê ấy, theo như thống kê của BBC đó, BBC tiếng Việt đó nha, chứ không phải là của BBC nước Anh đâu nha. Người ta có nói đó là cái việc xả súng ngày càng tăng thì không nói. Thế nhưng ở đây người ta có công bố là cái tỷ lệ các vụ tử vong do súng đạn ở Mỹ đó là theo như cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đó, là tổng số người tử vong liên quan đến súng trong suốt năm 2020 là 44.222 người. Số lượng rất là lớn liên quan đến tử vong về súng. Và cái số lượng mà so với các quốc gia khác đó, thì cũng tăng rất là cao. Tăng qua từng năm. Đấy, đặc biệt là năm 2020 là tăng 43% các vụ tử vong, tương đương với 19.384 người chết. Là các cái vụ mà số người bị chết vì súng đó, theo cái số liệu CDC của Hoa Kỳ cung cấp. Thì cái số liệu này chúng ta thấy có thể nói là rất là lớn, chứ không phải là nhỏ. Và cái này là chủ yếu là qua cái công bố của các cơ quan chức năng của Mỹ. Và theo như cái công bố của FBI đó, thì trong 20 năm qua đó, thì cái số lượng tăng là 345 vụ. Cái này là xả súng hàng loạt thôi nhé, chứ không có phải là tất cả đâu, mà những cái vụ xả súng hàng loạt như thế này đó là 345 vụ xả súng hàng loạt, là khiến cho 1.024 người chết và 1.828 người bị thương. Thì cái điều này chúng ta thấy cũng rất là lớn, đúng không ạ? Và trong này thì người ta nói chủ yếu là về cái vấn đề là qua cái khảo sát đó, thì có 52% người Mỹ, công dân Mỹ đó, người ta muốn là có các cái luật sở hữu súng nghiêm ngặt đó. Còn 30 quản lý súng, luật quản lý súng hay luật sở hữu, luật quản lý súng hay luật sở hữu, luật sở hữu súng đấy, luật này là luật sở hữu súng nghiêm ngặt hơn đó, là 52%. 35% đó là người ta muốn giữ nguyên cái theo như cái hiện nay. Và 11% thì cho rằng là nên giảm bớt cái quản lý, cái tính nghiêm ngặt trong cái vấn đề mà quản lý súng này. Đây là một trong những cái vấn đề có thể nói là mang tính chia rẽ. Mang tính chia rẽ, và chúng ta biết được và theo như chúng ta thấy đó là cái Hiệp hội Súng trường, đúng không ạ, của Mỹ. Người ta sẽ chi phối 41 thành viên của Thượng viện, không phân biệt đảng phái, miễn làm sao là các cái luật mà liên quan đến quản lý về súng mà chặt chẽ hơn đó, thì người ta sẽ phản đối. Với người ta chi phối cái điều này, đúng không ạ, người ta chi phối cái điều này. Và cái điều này là chúng ta có thể thấy được là gì, thấy được là qua cái clip chúng ta nghe đó, là ngay cả anh ở bên kia thế giới anh nói rõ cái điều này. Và đây là một trong những cái điều kiện, đúng không ạ? Điều kiện mà để cho các nhà tài phiệt về sản xuất vũ khí người ta chi phối thượng viện. Đấy, chi phối thượng viện, chi phối thượng nghị sĩ và chi phối người dân Mỹ. Thậm chí là chi phối đến người dân Mỹ và chi phối đến gì ạ? Sinh mạng của công dân Mỹ. Và cái hiệp hội súng trường này thì người ta có rất nhiều các cái vấn đề. Dĩ nhiên chúng ta không có bằng chứng, chúng ta không thể nói vu vơ được. Thế nhưng mà qua đó thì chúng ta thấy được là chỉ cần 41 thượng nghị sĩ không đồng ý thì tất cả các dự luật liên quan đến súng này sẽ không được thông qua. Đó, sẽ bị hủy bỏ. Thì cái điều đó là gì ạ? Là tạo điều kiện như trong clip chúng ta đã nghe, đó là về vấn đề gì ạ? Tham nhũng, hối lộ các kiểu đấy. Đúng không ạ? Và chi phối chính trường Mỹ. Và người dân Mỹ là số đông nhưng phải chịu cái sự quyết định của 41 thành viên thượng nghị sĩ này, 41 người thượng nghị sĩ này. Thì chúng ta có thể thấy được là gì? Anh ấy nói thì có nhiều câu chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy được thôi. Nước Mỹ là gì ạ? Thượng tôn pháp luật nhưng lại không có luật bầu cử, đúng không ạ? Và cũng không có luật về quản lý về súng đạn. Thì em thấy rất là buồn cười, một nước thượng tôn pháp luật mà lại không có luật bầu cử, không có luật mà những cái luật đó là cơ bản là của người dân không, đúng không? Dạ đúng rồi anh, nó thể hiện cái quyền mà dân chủ gì đó của người dân. Thế nhưng mà ngược lại thì ngay nước Mỹ là một nước gọi là thượng tôn pháp luật nhưng mà lại không có. Và cái điều đó được dẫn chứng qua cái việc ông Al Gore, đúng không ạ? Al Gore năm 2000. Đúng rồi, Al Gore. Rồi bà Hillary Clinton. Đó là những người là những người đã được chính những cử tri của Mỹ bầu ra. Người dân Mỹ bầu ra đó. Đúng rồi. Thế nhưng mà lại không lãnh đạo nước Mỹ, mà lại do một có thể nói là chúng ta nói là một nhóm người gọi là đại cử tri đó, người ta chi phối cái vấn đề này, kết quả bầu cử này. Thì hiện nay ở Mỹ cũng vậy, liên quan đến súng đạn này cũng vậy, thì bị một nhóm 41 thượng nghị sĩ không cần biết đảng phái nào. Thế nhưng mà nếu như mà cái hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ này người ta quản lý, người ta thao túng được 41 thượng nghị sĩ này thì chắc chắn là các cái luật mà gay gắt hơn về quản lý súng đạn ở Mỹ sẽ không được thông qua. Và điều này đã thể hiện rất rõ qua bao nhiêu năm qua là tất cả những cái ý kiến hay là những cái đề đạt liên quan đến vấn đề súng ống này đã không được thông qua, đúng không ạ? Đã không được thông qua. Thì chúng ta có thể thấy được là cái câu mà người ta hay nói đó là cái nhân quyền đó của người dân Mỹ có phải là bị đe dọa không, khi mà không có một cái luật để điều chỉnh, đúng không ạ? Điều chỉnh về hành vi hay là chúng ta hay gọi là hành lang pháp lý đó, để cho người dân có thể tự do thể hiện cái quyền dân chủ của mình đối với hai vấn đề thôi, đó là bầu cử và vũ khí, và đặc biệt là vũ khí mà chúng ta đang nhắc đến. Còn hai cái vấn đề khác thì em không có đề cập. Thì qua đó chúng ta thấy được cái bản chất thực sự trong cái vấn đề mà người ta luôn nói, vấn đề dân chủ nhân quyền. Và chúng ta lại nhớ thêm một chút nữa là tất cả bây giờ thì em cảm nhận và em hiểu được tại sao khi nước Mỹ đi ban phát dân chủ nhân quyền ở các nước thì lại tang hoang như vậy. Đúng không ạ? Ở Syria, ở Libya, ở Afghanistan thì người ta đều là gì ạ? Lấy cái tự do dân chủ nhân quyền ra để người ta làm một cái chiêu bài, một cái khẩu hiệu hành động. Thì người ta đều nói cái vấn đề này. Thì bây giờ em đã hiểu lý do tại làm sao các quốc gia đó sau khi được ban phát đó thì tang hoang hết cả rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ngay chính tại nước Mỹ thì cái vấn đề nhân quyền đã được thể hiện qua các cái số liệu thống kê, các cái vụ xả súng, đặc biệt là xả súng tại trường học. Mà đối với chúng ta ở đây nhìn nhận đó là gì? Đó là những học sinh, những trẻ em, người ta hoàn toàn vô tội. Trẻ em là tờ giấy trắng mà, người ta làm gì đã biết cái gì đâu. Người ta không đe dọa đến ai, đúng không ạ? Không đe dọa đến sinh mạng hay là về vị trí hay là về các cái quyền lợi chính trị vân vân. Người ta không đe dọa bất kỳ một ai cả. Thế nhưng mà lại trở thành nạn nhân của các vụ xả súng. Thế nên là khi mà chúng ta nhìn nhận lại thì chúng ta thấy được là lý do tại sao khi Mỹ đi đến đâu thì là vũ khí đi đến đó. Và các nhà tài phiệt này thì ngày càng phát triển. Và cái này em dám khẳng định và nhận định là như vậy. Chứ không tự dưng mà trước đây chỉ có 2.000 mà bây giờ lại lên tới 17.000. Đúng không ạ? Cao gấp nhiều lần như thế. Gấp 7 lần, hơn 7 lần, 7 lần rưỡi như vậy. Đấy, 8 lần, hơn 8 lần. 17 với 2 mà. Thì chúng ta có thể thấy là nếu như không có lợi ích, Nếu như không có lợi ích thì chắc chắn là cái số lượng mà các cái nhà sản xuất vũ khí nó không tăng cao như vậy. Và chắc chắn là nguồn lợi thu về rất nhiều. Và với cái hơn 139 triệu khẩu súng thương mại được tung ra trong thị trường Mỹ trong suốt năm qua, thì chúng ta có thể thấy là thời gian tới chắc chắn là sẽ tăng. Và cái khẳng định nữa đó là cái vấn đề về kiểm soát súng ở Mỹ thì theo Mỹ nó sẽ không giảm đi. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là các anh bên kia thế giới, các anh cho rằng đó là quyền tự do, đúng không ạ? Quyền tự do của con người. Trong cái quyền tự do sở hữu súng đấy thì các cái người này đó thì người ta cũng làm những cái việc mà chúng ta đã nhìn thấy, đó là xả súng. Thì em không biết là cái việc xả súng đó nó có phải là tự do của người Mỹ hay không thì em không biết. Cái này thì cũng phải chờ những anh bên kia thế giới anh trả lời. Khi mà số lượng các vụ xả súng ngày càng tăng thì không biết là cái việc sở hữu súng là tự do rồi, thế nhưng mà cái việc mà xả súng có phải là tự do không? Thì cũng rất mong các anh có những cái lời giải đáp, đưa ra những cái phân tích, đúng không ạ? Và đặc biệt là các anh nói về cái nguyên nhân tại sao nước Mỹ lại có nhiều cái vụ xả súng như vậy. Cái nguyên nhân nó mới là quan trọng, cái xuất phát. Thì đúng như rồi. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái luật, đúng không ạ? Luật quản lý về cái vũ khí vật liệu nổ đó rất là cụ thể, trong đó quy định rất nhiều các cái nội dung, đặc biệt là về cái vấn đề mà rất là chi tiết, phạm vi điều chỉnh, rất là chi tiết, phạm vi điều chỉnh cũng như là các cái đối tượng được trang bị, rồi là sử dụng trong các trường hợp nào thì rất là cụ thể. Thì từ đó là gì ạ? Điều chỉnh hành vi, giúp cho người dân chúng ta nhận định được là cái nào là cái có thể chúng ta là tự do của chúng ta, thế nhưng mà lại nguy hại đến tính mạng của người khác. Thì cái điều này thì rất rõ ràng rồi. Và đặc biệt là một số anh đó thì anh lại bênh một cách nó quá đáng. Đó là các anh cho rằng là cái số liệu đó, cái số liệu mà xả súng ở Mỹ nó là chuyện bình thường. Và các anh cho rằng là lâu lâu mới được một lần hả? Đúng rồi, lâu lâu mới được một lần, chứ không phải là thường xuyên. Có nghĩa là cái vụ xả súng mà gọi là gây ra nhiều tử vong đó thì lâu lâu mới có một lần, chứ còn mà 1-2 người thì là thường xuyên. Đấy, lâu lâu mới được một lần. Và các anh cho rằng là cái việc đó thì là bình thường ở nước Mỹ, còn hơn là ở Việt Nam chúng ta là cái số lượng người tử vong do ung thư rất là cao. Thế nhưng các anh lại quên mất một điều là theo cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì cái số lượng người tử vong của năm 2020 về 10 quốc gia mà đứng đầu về tử vong vì ung thư đó, năm 2020 do Tổ chức Y tế Thế giới với WHO người ta công bố, thì nước Mỹ là nước đứng thứ tư, và nước đầu tiên đó là Australia, sau đó là New Zealand, Iceland và đến Mỹ. Rồi tiếp sau nữa là Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Pháp và Hungary. Đó là 10 quốc gia đứng đầu theo cái Tổ chức Y tế Thế giới người ta công bố. Thì không hiểu là trước khi các anh tham gia, các anh phê phán, đúng không ạ, về Việt Nam thì các anh có tìm hiểu không, hay là các anh nói theo cái kiểu cảm tính để các anh cứ có cái lý do nào đó thì các anh cứ bao biện và có thể nói là ngụy biện, và các anh lại lấy những cái thước đo đó để các anh áp chuẩn ở Việt Nam, và các anh cho rằng cái việc đó là tự do của nước Mỹ và bình thường, chứ không vấn đề gì cả. Đó là một cái điều mà em thấy rất là buồn cười. Đó là góc độ thứ nhất. Về góc độ thứ hai đó, góc độ thứ hai thì có chia sẻ lý do tại làm sao, đúng không ạ? Thì cảnh sát Mỹ người ta mặc dù là sau 4 phút người ta có mặt, đó là cơ quan chức năng của Mỹ, người ta trả lời báo chí hay là trả lời gì đó thì người ta có trao đổi là sau 4 phút thì lực lượng cảnh sát có mặt, thế nhưng mà cái việc giải quyết thì cũng chưa được hiệu quả cao. Cụ thể là cái số người chết rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta thấy được đó là gì? Đó là nếu mà để nói thì nó rất là khó, bởi vì cái cơ cấu hoạt động của các cái lực lượng của Việt Nam hay là của Mỹ thì đều khác nhau. Cái lực lượng người ta triển khai rồi kế hoạch các thứ thì em không nắm rõ, nhưng mà theo em nghĩ là nó khác nhau. Và cái cách tiếp cận nó cũng khác nhau. Và đặc biệt là chúng ta thấy ở Việt Nam đó là cái trường hợp mà để xả súng như này thì trước đây là chúng ta thấy có không ạ? Thì chúng ta điểm lại thì gần như không có. Nổ súng thì có, chủ yếu là các cái súng tự chế. Thế nhưng mà chủ yếu là chúng ta ở đây khẳng định gần như 100% đó là xuất phát từ cái mâu thuẫn cá nhân thôi. Cá nhân. Nó mâu thuẫn cá nhân với cá nhân, chứ người ta không mang cái yếu tố cá nhân ra cộng đồng. Đấy, cộng đồng. Mà ở đây là cái vụ xả súng ở Mỹ thì mang tính chất cộng đồng. Thế nhưng mà nhiều bạn thì lại cho rằng, đúng không ạ? Nhiều bạn cho rằng đó là cái hành động của cảnh sát Mỹ như vậy là tốt rồi. Đấy, là tốt rồi. Thì theo ông nghĩ thì mỗi một cái quốc gia người ta có cái cơ cấu hoạt động khác nhau, thì em không biết thế nào là tốt hay không. Thế nhưng theo như em tìm hiểu đó thì cái lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ đó là người ta đã được tòa án liên bang khẳng định nhiều lần về cái vấn đề là người ta sẽ không có trách nhiệm hoặc là nghĩa vụ phải hy sinh bản thân để bảo vệ mạng sống của người dân nếu như họ không muốn. Và điều này đã được tòa án thông qua năm 2005 và được tòa án liên bang khẳng định nhiều lần. Đó, chúng ta thấy không ạ? Có nghĩa là cái hành động này đã được tòa án liên bang người ta... Trung có cái hình ảnh của cái tư liệu đó không? Trung đưa lên cho mọi người xem luôn được không? Dạ, trong này là cái tờ New York Times nhé. New York Times. Thì cái này của em thì nó lại hết cái quyền truy cập vào cái trang này rồi. Thì mọi người có thể vào xem. Có thể vào xem thì trong này người ta nói rất là rõ. Nói rất là rõ nha. Mà còn không thì mọi người có thể vào cái trang Mỹ Tân đó, người ta có link. Đúng không ạ? Có link, có đường link. Có đường link, người ta khẳng định cái điều này thì mọi người có thể vào chúng ta xem. Đó, thế nên là khi mà cái vụ xả súng xảy ra như thế này đó thì dĩ nhiên là lực lượng cảnh sát, nếu mà người ta cảm thấy là người ta không thể đối phó được thì có thể người ta gọi chi viện, thì chuyện này nó hết sức bình thường, theo em nghĩ như vậy. Nhưng mà ở đây đáng nói đây là một tình huống khẩn cấp. Một tình huống khẩn cấp. Em không dám bàn quá sâu về cái vấn đề là người ta phải hành động như thế nào, em không dám. Nhưng mà có những cái dư luận ở bên kia đó thì họ cho rằng đó là do cảnh sát Mỹ họ thượng tôn pháp luật mà. Thì Trung nghĩ thế nào? Chứ họ bảo trong cái trường hợp đó, giống như Trung vừa dẫn chứng đúng không, là cái tuyên thệ của cảnh sát Mỹ hay là cái điều luật của cảnh sát Mỹ đó là họ có quyền lựa chọn, đúng không? Trong những giây phút đó họ có quyền lựa chọn như thế nào đó, thì chúng ta có hiểu nôm na là luật. Thì chính vì cái điều này thì những người bên kia thì họ lại bảo vậy, cái luận điểm đó họ cho rằng cái đó là do cảnh sát Mỹ họ thượng tôn pháp luật. Thì Trung nghĩ thế nào? Nếu như mà cái góc độ mà thượng tôn pháp luật đấy thì chúng ta lại nhớ lại một chút, đó là qua cái vụ biểu tình ngày 6 tháng 1, đúng không ạ? Thì ngoài cái vấn đề những cái người bị đánh, bị bắt do cái vấn đề đó ra, thì chúng ta có nhìn thấy là ngay trong tòa nhà Quốc hội là cái lực lượng bảo vệ đó, cái lực lượng an ninh đó, người ta đã bắn chết một phụ nữ ngay trong tòa nhà Quốc hội, đúng không ạ? Trong khi phụ nữ đó đâu cầm súng cầm gì đâu, đúng không? Đó, và chúng ta bây giờ chúng ta tìm hiểu sẽ không thiếu gì các cái clip mà lực lượng cảnh sát Mỹ khi người ta thi hành công vụ đó, người ta bắn các cái nghi phạm đó rất là nhiều. Chúng ta có thể tìm hiểu trên không gian mạng cho thấy rất là nhiều, chứ không phải là ít. Nếu như mà người ta thượng tôn pháp luật theo như mà các anh nói đó, thì chắc chắn những cái vụ việc đó nó không xảy ra, đúng không ạ? Khi anh kiểm tra xe người ta đã có hành động phản ứng thì nhẹ nhàng thì các anh bắn súng điện, còn không thì các anh sử dụng súng quân dụng. Mà súng quân dụng thì là khả năng tử vong rất là cao, chúng ta đều biết rồi. Và người ta vi phạm như vậy thì cũng không đến nỗi phải chết đâu. Thế nhưng mà các anh cho rằng đó là có thể gây hại đến tính mạng các anh. Và theo pháp luật của Mỹ thì người ta tiêu diệt. Đó, người ta tiêu diệt. Thì chúng ta có thể thấy được là nếu như góc độ thượng tôn pháp luật ở đây đó, thì đáng ra cái lực lượng cảnh sát này cũng phải tiêu diệt cái nghi phạm này mới đúng. Chứ không phải để xảy ra cái tình huống, đúng không ạ? Để xảy ra cái tình huống mà xả súng nhiều như vậy thì mới có những cái mà hành động. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được thôi, rất là đơn giản. Thì các cái văn mà các cái chiêu bài từ xưa đến giờ của các anh bên kia rồi, các anh luôn nói như vậy. Thế nhưng mà em chưa thấy, đúng không? Tức là ngụy biện, đúng không? Chưa thấy các anh ấy giải thích hộ. Chưa thấy các anh giải thích hộ lý do tại làm sao nước Mỹ phát triển như thế, văn minh như thế, hiện đại như thế, tiên tiến như thế mà hiện nay một bộ luật về súng hay là về bầu cử vẫn chưa có. Thế là thế nào? Rất là lạ lùng. trong cái điều này rất là lạ lùng. Và chúng ta có thể thấy được là qua cái việc quản lý như vậy thì tùy mỗi cái địa phương, mà mỗi cái địa phương thì người ta chiếm chủ yếu là của hai cái đảng chính. Đấy, của các cái địa phương đó người ta quản lý thì người ta sẽ theo cái mô típ chung. Thế nhưng mà đảng nào quản lý quốc gia Mỹ, lãnh đạo quốc gia Mỹ thì chúng ta cũng có thể thấy là cái luật về súng này không được thông qua qua bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải đến bây giờ mới có, đúng không ạ? Đó là nguyên nhân xuất phát từ đâu thì em cũng chưa dám khẳng định một cách nó vội vàng. Thế nhưng mà chúng ta tìm hiểu thêm, và đặc biệt là em cũng cần các anh đã quan tâm đến cái việc mà các cái vụ việc xảy ra ở Việt Nam như vậy thì cũng rất là hoan nghênh. Nếu như các anh đưa ra những ý kiến đóng góp mà nó phù hợp, các anh nhận định nó khách quan thì em cũng rất là hoan nghênh. Nhưng mà các anh đừng phiếm diện, thì các anh cũng nên đưa ra những cái quan điểm khách quan đối với các cái vụ việc xảy ra ở Mỹ. Vụ việc xảy ra ở Mỹ, bởi vì các anh là công dân Mỹ mà, các anh nên quan tâm đến xã hội Mỹ. Các anh không quan tâm thì lỡ may biết đâu một ngày nào đó nước Mỹ người ta thay đổi thể chế, hay là người ta sẽ có vấn đề gì đó, thế thì các anh sinh sống ở đâu, đúng không ạ? Và các anh quan tâm vào vấn đề gì nữa, khi mà ngay quốc gia sở tại của anh thì nó tồn tại những cái vấn đề nó cực kỳ là nhức nhối như vậy, và nó rất là thương tâm như vậy, thì thử hỏi cái góc độ mà các anh luôn quan tâm đó là vấn đề nhân quyền ở chỗ nào, đúng không ạ? Vấn đề nhân đạo ở chỗ nào thì cũng không thấy các anh đề cập đến, và không thấy các anh nói đến. Thì các anh chủ yếu là các anh phân tích cái nguyên nhân lý do tại làm sao như vậy. Cũng không cần các anh phải đặt câu hỏi là ai đứng sau hay như thế nào cả. Đó là những câu hỏi tuyến diện mà các anh không có bằng chứng để các anh đưa ra được. Thế nhưng chúng ta có thể thấy được là cái việc chi phối của cái Hiệp hội Súng trường Mỹ là rất rõ ràng. Cái điều này chúng ta có thể thấy là rất rõ ràng qua rất nhiều năm. Thì cái luật về quản lý súng đạn ở Mỹ là không có, và bị chi phối rất là nhiều, đặc biệt tại Thượng viện, nơi để mà lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đó. Thì chúng ta thấy rồi, ở Hạ viện thì có 2 năm thôi, nhưng Thượng viện thì 6 năm. Thế nên là có thể 4 năm đầu thì anh phản đối, có thể anh gây ra những cái vấn đề nhức nhối cho người này người kia, nhưng 2 năm sau anh cứ cơm gà cá gỡ cho người ta lại bầu lại cho các anh thôi. Đó là một trong những cái cách mà các cái người ta hay xuống các cái nơi mà có những cái thành phần chống đối đó, người ta vào, người ta cứ tuyên bố này tuyên bố nọ để người ta vận động bỏ phiếu, xong rồi các anh cũng chả có giá trị gì cả. Và thể hiện rõ nhất đó là cái vấn đề mà người ta đã hứa với các anh là sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng mà đến giờ phút cuối thì người ta tuyên bố là người ta mệt, người ta không đến được. Đó, chúng ta có thể nhìn qua, chúng ta khái quát lại các nội dung, chúng ta có thể thấy được là như vậy. Thì cái bản chất mà về góc độ về chính quyền Mỹ đó thì chúng ta có thể thấy được không ạ? Em không dám đánh giá cả một cái quốc gia đâu, nhưng mà em chỉ nhìn nhận thực tế đó là gì. Đó là nước Mỹ, người ta cũng chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ thôi, chứ người ta cũng không đưa các anh vào bất kỳ một cái mục tiêu cụ thể nào để người ta hướng đến, mà người ta chỉ hướng đến cái cốt lõi đó là lợi ích của nước Mỹ. Còn các anh cũng chỉ là một bộ phận nhỏ sinh sống tại Mỹ, và cái việc các anh ở nước Mỹ, các anh phải tuân thủ theo pháp luật Mỹ và cống hiến cho nước Mỹ, đó là chuyện bình thường. Chứ còn cái vấn đề các anh đòi hỏi thì nó cực kỳ khó, bởi vì các anh một là chiếm thiểu số. Đấy, chiếm thiểu số. Thứ hai nữa là các anh không có đóng vai trò gì quá lớn trong chính trường của Mỹ. Và đặc biệt là trong cái câu trò chuyện chúng ta có thể thấy đó là gì? Rất lạ. Đó là các anh ấy không quan tâm đến cái đời sống chính trị ở nước Mỹ. Đúng không ạ? Chúng ta nghe rất rõ ràng. Có nhiều người không quan tâm đến cái vấn đề chính trị nước Mỹ. Thế tại sao các anh cứ quan tâm đến các cái vấn đề tình hình chính trị ở Việt Nam làm cái gì? Đúng không ạ? Không những là vấn đề chính trị mà còn nhiều vấn đề khác. Đặc biệt là các anh hay đưa ra những cái suy đoán, những cái luận điểm mà mang tính chất cá nhân. Các anh cho rằng thế này và cho rằng thế kia. Một cái điều khẳng định nó rất là vô lý, trong khi các anh cũng nên hiểu các anh là ai và ở vị trí nào. Trong khi các cái giới chức của Mỹ người ta chưa đưa ra bất kỳ một cái bình luận nào, thì các anh lại thường là có thể nói là cầm đèn chạy trước ô tô, đi thay cho cái vấn đề của nước Mỹ. Đó là chúng ta thấy có một cái gì đó rất là buồn cười đối với những người mà người Mỹ nó tiếng Việt này, những người mà chuyên chống phá về cái đất nước chúng ta đó. Thì chúng ta có thể thấy là rất là buồn cười về góc độ nhận thức cũng như về tư duy. Các anh chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng các anh thường làm những cái việc mà thay cho chính quyền Mỹ. Cái điều này chúng ta thấy rất nhiều vấn đề, chứ không phải là một vấn đề nào cả. Thế nhưng các cái vấn đề nổi cộm ở nước Mỹ mà trong cái vụ việc này đó thì cũng chưa thấy bất kỳ một anh nào anh lên anh có những ý kiến, anh đưa ra những cái phân tích nguyên nhân, đúng không ạ, hay là các cái số liệu qua các năm. Đấy, mặc dù là đã được các cơ quan chức năng của Mỹ người ta thống kê rất là đầy đủ, nhưng anh cũng chưa hề các anh đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái số liệu cụ thể, và cũng chưa có một cái hành động cụ thể nào để vì cộng đồng hay là vì các cháu không may trong các cái vụ xả súng này. Thì cái điều này thì em nghĩ rất là đáng tiếc, trong khi các anh ở một nước văn minh như vậy mà các anh lại không quan tâm đến cộng đồng. Thế thì không hiểu là các anh sẽ sống với ai, sống với bộ phận nào, hay là các anh chỉ biết đến bản thân cá nhân các anh thôi. Và cái điều này mà em suy nghĩ là rất là buồn cho các anh về góc độ nhận thức. Nếu như một người mà thực sự, đúng không ạ, một người thực sự vì cái tâm đó, hay là về cái góc độ nhân đạo hay nhân quyền chăng nữa, thì khi anh đã quan tâm thì anh nên quan tâm tất cả, không riêng gì ở Việt Nam, ở Mỹ, mà các anh nên quan tâm ở tất cả mọi nơi. Đó, bởi vì nhân quyền là nói chung, có nghĩa là quyền con người là quyền phổ quát. Ở bất kỳ một quốc gia nào người ta cũng có nhân quyền cả, và cái quyền đó là bất khả xâm phạm, trừ một số quyền, đúng không ạ, đã được gọi là khẳng định là anh không được vượt quá giới hạn của nó, thì các quyền khác thì đều đảm bảo, đặc biệt là quyền được sống. Thế nhưng mà ở đây thì các anh lại chỉ quan tâm đến mỗi Việt Nam thôi, thì cái điều đó em cũng thấy rất là buồn cười. Không lẽ là cái tổ chức hay là các cái cá nhân này đó, người ta lại bỏ rơi mất những sinh mạng quý báu ở nước Mỹ. Đấy, thì chúng ta có thể thấy thôi, người ta bỏ rơi, đúng không ạ, người ta bỏ rơi sinh mạng của những công dân Mỹ. Thì cái điều này em thấy là cũng có cái gì đấy nó cũng hài hước, thế nhưng cũng thấy đau lòng. Khi mà nhà mình thì chưa ra đâu vào đâu cả, thế nhưng cứ đi quan tâm chuyện của nhà hàng xóm, thì có lẽ cái điều này các anh đã được di truyền, hay là vì cái góc độ khác thì em cũng không hiểu. Nhưng mà cái điều đó chúng ta thấy được thực sự là mỗi lần các anh rêu rao là các anh sẽ đấu tranh này đấu tranh nọ, thì có phải thực sự các anh đấu tranh không, hay là một thời cơ để cho các anh ấy chống phá, để cho các anh kích động, để cho các anh quyên góp để phục vụ lợi ích cá nhân của những cái anh này. Thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em cũng có nêu một số cái số liệu do các cái cơ quan của các quốc gia, trong đó có Thụy Sĩ và Mỹ, người ta thống kê. Và em cũng hơi thắc mắc một chút về bản chất, về các cái vấn đề mà các anh đấu tranh về như vậy. Thì cảm ơn anh Thưa Quang và mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Có cái đoạn clip vừa rồi anh đưa lên cho Trung xem đó, trên cái hình ảnh đó. Không biết Trung có thấy không? Yeah. Thì nó cũng giống như cái câu chuyện mà cảnh sát ẩn nấp, và qua đó thì mình cũng rất đồng tình với quan điểm của Mai Âu Trần. Chưa giờ mọi người nghe ha, ở những phần bên kia họ luôn ra rã hèn với giặc, ác với dân. Thì qua cái đoạn clip ngắn đó thì chúng ta cũng thấy được như thế nào là hèn với giặc, ác với dân. Rồi tiếp theo cái vấn đề hôm nay về nó và những cái con người bên kia, anh rất đồng tình với Trung, tức là đáng lên án họ, thì cũng chẳng hiểu họ đang muốn cái gì. Họ được nước Mỹ cu mê, tạo cho nơi ăn ở gì đó vân vân, thì họ lại không quan tâm chuyện nước Mỹ. Việt Nam là nơi tổ tiên của họ. Nói một cách nào khác, đó là một nơi. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều nha.